Này đây mọi người theo quan sát đây nè. Thằng bạn mình nó đi khoảng cỡ nửa tiếng rồi mọi người à, nó đi trước mình nửa tiếng thôi mà nó bắt rất là nhiều luôn mọi người. Đây. Đây nè, nhím biển nè mọi người. Rồi đây là con cua này mọi người. Đó, cua đỏ mọi người à. Rồi cua đé nè mọi người. Hậu hương. Xà mòng mọi người. Đây rất là nhiều luôn. Đây mình quay cận cảnh cho mọi người xem đây. Đây là một con hải sâm nè mọi người. Chào tất cả mọi người, quay lại với kênh YouTube Doan Đẻo Cực Đông Vlog. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người hành trình mình đi bắt những con hải sản vào ban đêm mọi người à. Khi mà nước cạn thì mình thường hay đi bắt những con hải sản để về làm mồi cho tôm hùm ăn á mọi người. Thì mọi người thể quan sát đây là một con trình biển mọi người à. Nhưng mà nó nhỏ vé thì mình sẽ không bắt. Thì giờ mình sẽ đi quay lại cái hành trình của mình để chia sẻ với tất cả mọi người. Đây mọi người.